Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với channel game like của mình. Thì khám phá tiếp cái bản game ADK huyền thoại của mình đó các bạn, với rất là nhiều mod và rất là nhiều quái thú luôn. Tập trước mình bắt được quá trời nhiều á. Thì nhiều bạn kêu mình là anh game like, anh thử tiến hóa cái con T-Rex Abaddon này lên đi. Abaddon đó các bạn. Thì cái con T-Rex này để tiến hóa nó lên được thì chúng ta phải có được cái item token gì đó, token Rootlet. Cái này phải farm mới được các bạn ơi. Như vậy là mình thiếu linh hồn rồi. Nhưng mà mình vừa mới phát hiện ra là cái trái tim này nè các bạn, cái trái tim màu hồng này nè, là chúng ta dùng để tiến hóa cái con rồng á. Mình lên trên mà mấy cái channel nước ngoài của mấy ông kia mình coi á, là nó dùng để tiến hóa cái con rồng giống như cái con rồng Viven đây đó. Nè, giống như cái con rồng này nè. Nhưng mà nó tên là gì, Rikuven á. Riduven. Mấy cái tên khó đọc như đời tới. Để một lát nữa mình qua bên sa mạc rồi mình bắt rồi mình tiến hóa cho các bạn xem. Rồi đâu rồi? Còn một con chó sói này nữa. Kìa. Nó không đáp với dưới này mà nó đứng ở trên này mới ghê chứ. Rồi đi xuống đây mày. Mình bắt trong tập trước mình bắt được thêm một con chó sói màu hồng nữa các bạn. Đây để mình phối thử ha. Mình là giáo sư game offline, giáo sư khủng long chuyên phối. Mình phái mấy cái phối này lắm. Phối cho mấy con chó sói các bạn. Rồi đi coi coi đó. Stone. Thiếu thát các bạn ơi. Đây để mình farm một ít thát á, mình xây cho nó một cái chuồng á. Mình phối mấy con đó cho nó đẻ ra mấy con sói con cho các bạn xem. Mình phái phái chơi mấy cái kiểu mà phối phối vậy đó. Ôi. Cái cây cúp này farm ra được nhiều đồ quá các bạn. Đập một phát là đây các bạn thấy không? Ra 2000 mấy không? Còn đập lên thát là ra một lần gần 10.000. Rồi stone. Đấy, rát cũng nhanh lắm các bạn. Chỉnh cái đi. À, để mình xây cho nó cái chuồng cái. Bạn nào yêu thích cái series này thì các bạn dành ra ít giây các bạn, 3 giây đi các bạn, kéo xuống các bạn like giúp mình nha. Video này đạt được tầm khoảng chừng 2000 like đi, mình post video mới tiếp theo cho các bạn xem. Tối nay mình gắng cố gắng mình quay 2 tập cho các bạn xem đã luôn. Với mà nhiều bạn yêu cầu mình là gì, anh game offline ơi, có dàn máy rồi quay video cho tụi em coi á. Thì được rồi, ok các bạn, hứa với các bạn luôn là sau khi mà một cái máy mình build xong rồi á, người ta xuống người ta lắp về mình quay cho các bạn xem. À, lần này là hứa danh dự nha, cái này là bắt đầu mình tập trung mình làm lại đó. Cho các bạn xem một ngày up 300 tập. Để chơi thôi, một ngày gắng cố gắng mình up 3 tập á. Vừa game ADK, vừa GTA 5. Rồi mình làm thêm mấy cái game sinh tồn, ví dụ như game Raid được các bạn, The Forest được. Cho các bạn xem cho nó đã. Cho các bạn đi học về xem cho đã. Hy vọng là các bạn thích thì các bạn đăng ký với mà like giúp mình nha. Với mà tập tành mình làm vlog nữa. Rồi vô đây con. À, chuồng này quá nhỏ các bạn ơi. Rồi, đáp xuống đây. Đó, vô đây phối nha. Cái gì ta? Rồi, vô đây. Nó có hiện cái trái tim đó các bạn thấy không? Rồi, vô đây. Rồi mình xong mình bật Wondering lên. Rồi. À, mình làm cái cửa luôn đi cho nó lịch sự á. Rồi đủ bộ đó các bạn. Đấy.
Nhưng mà có nhiều bạn kêu mình là anh gáp lại thử qua bên cái khu Thảo Nguyên á để mà bắt cái con rồng huyền thoại năm đầu các bạn. Có luôn, mình có cài cái mod đó luôn á. Một lát nữa sẵn rồi mình sẽ qua bên Thảo Nguyên mình lượm một vòng thử. Đấy, để mà mình tìm cái con rồng năm đầu. Cái con rồng đó là nằm trong mod Atlas á. Mình có cài cái mod đó luôn. Rồi, đó các bạn thấy chưa? À, nó bắt đầu nó phối rồi nè. Wow, cái Martin của nó, cái chỉ số Martin nó cũng chạy nhanh lắm các bạn. Mình nghĩ là hai con sói này chắc nó đẻ con á. Tại vì nó thuộc lớp thú mà. Con sói này mà nó đẻ trứng là bó tay luôn á. Rồi để cho nó phối đi. Để mình ở trong đó nó mắc cỡ nó không phối được. Rồi ở đây Abandon. Ủa Abandon. Đi đâu đây vậy mày? Chán sống cái gì? Đi đâu ai vậy? Con này là cái gì? Rattly Raptor bắt nó không các bạn? Nhìn nó cũng đẹp đẹp ha. Không nó lùn. À đồ. What the fuck? Mắt dài. Biết gì mình lấy cái cây ấy mình nã nó cá cho nó xong luôn cho rồi. Bắn nó bằng cái cây súng long neck của mình nó không chết. Nó còn quay lại nó làm bể cái nhà của mình nó mới ghê chứ. Thôi, đồ tạm thời giữ trên mình luôn để ha, nó cũng không nặng lắm. Mình nghĩ là chắc nó mang thai một thời gian nữa nó mới đẻ các bạn ơi. Đây, trong thời gian này mình sẽ làm một cái yên cho cái con Red. A ba. Abandon Red. Các bạn đoán xem mà cái con T-Rex này nó mạnh không? Cái con này mà tiến hóa lên hệ Ruthless đó các bạn là nó còn mạnh nữa. Hệ Ruthless là nó sẽ có cái màu vàng vàng giống như con rồng bé con này của mình nè. Đó, hiện tại bây giờ thì nó màu cam cam á. À nhưng mà trong tập trước mình bắt được cái con Chica này nữa các bạn. Chica này nó tên là cái gì? Cái tên nó khó đọc quá à. Nói chung cái tên này khó đọc quá chứ. À này cái yên của nó nè các bạn ơi. Cái yên nó giống như là dùng cho con Chica đó. Đó là sao mình học không được ta? Rồi mình ăn cái Unlock Checker này luôn. À đồ. Mình bị âm điểm rồi, vì thế là mấy cái điểm này không học được. Rồi sao trời? Rồi sao học được mấy này đây? Khó chịu à. Mình ăn cái unlock checker như nó bị lỗi rồi, nó không unlock mấy cái đó ra cho mình luôn rồi. Ok đi, cái đó để tính sau đi ha. À là nó bắt đầu học rồi đó các bạn. Nè. Đó, cái unlock checker nó bắt đầu nó học rồi đó, thấy không? Cái này là nằm trong một cái bản mod mới nữa các bạn. Nè, có Naruto đồ lúm chứ á. Cái này từ từ chúng ta nghiên cứu sau đi. Rồi, bây giờ biến qua sa mạc thử nha. Đi, mình luyện cho cái con T-Rex này của mình cái đó. Có lò hút tăng kinh nghiệm. Lò hút kinh nghiệm cho mấy con thú này ăn không được đâu. Trời ơi, nó đi chậm vãi luôn các bạn ơi. Sao mày đi chậm thế? Thôi cho uống vô cái lọ máu đi cho nó chắc. Ờ.
cũng khá mạnh đó các bạn. Rồi thôi đi. À đây 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 đây. Cái con rồng Riku là con này nè các bạn. Riru á. Riru chứ không phải Riku. Rồi đúng là mấy cái tên này khó đọc thiệt nè, con rồng này nè. Là cái trái tim màu hồng là dùng để tiến hóa con rồng đó đó. Rồi để mình bắt nó luôn nha. Nè con này nè. Con này ở trong cái tập trước mình có bắt rồi, mình xong mình giết nó luôn. Khó bạn ơi, quả này có bộ hơi khó. Thôi chắc mình nhờ sự trợ giúp của con gồng bé con hoặc là con Alentavit quá. Đây, mình nhờ sự trợ giúp của con đại bàng này của mình đi. 500 triệu đam. Ủa 500.000 đam. À, đứng trên con đại bàng này của mình là không có ấy được các bạn. Xuống đây. Thấy mẹ. Bắn hụt các bạn ơi, bắn hụt. À để mình dụ nó bay thấp thấp xuống gì bắn cho nó dễ. À để mình bắn nó luôn nha. Nó lại gần gần vậy cho chắc. Trời ơi, bắn gì là chết luôn anh hai ơi. Cái gì bắn gì đó, nhiều bạn kêu mình bắn bill bây giờ sao dây dám bắn. Thấy bà là nó bay mất tiêu luôn. À, để mình ngắm chuẩn chuẩn mới được. Ơ à, chết bà nó dính vô cái mod ấy của mình. Khó nha. Khó thì các bạn ơi, bắn đúng là đợi cho nó đáp xuống mới được. Đấy. Không đáp các bạn ơi, gắt vãi nồi. Kìa kìa kìa, đáp xuống kìa. Đáp xuống này. Mình tính lấy con gồng các bạn. Mình tính lấy cái con gồng bé con mình ra. Nè, nè các bạn thấy không? Nó có cái hình trái tim nè. Như vậy là cái con này nó sẽ tiến hóa. Đây để mình test thử. À, vừa tính bỏ cuộc cái là nó đáp xuống ngay đó. Các bạn thấy không? Cái tên đó đó. Kiruven Lightning. Với cái tên khó đọc như đời tới. Con này không biết có cần yên không ta. Ồ, con này không cần yên nha các bạn. Ồ, con này mới vô cắn nhẹ nhẹ thôi cũng 26.000 đam rồi các bạn ơi, cũng mạnh lắm á. Thôi, mày đi về đi. Khỏi tách đam cho con này ha. Thôi mày đi về trước đi, mày đi về trước đi. Còn con quỷ con kia qua đây đây. Trời ơi, cái gì mà sung dữ vậy. Đi về đi về đi về đi về. Rồi cho nó biến về rồi. Còn con này của mình cho nó ăn cái Dino Chucker luôn đi. Tiến quá luôn không các bạn.
Để mình cạp nhẹ cái lượng đam nó đi ha. 2000% rồi các bạn thấy không? 2000% nè. Các bạn cứ nhăn lên thôi. Wow. 2000% là nó cắn được 62000 các bạn. Nè 2500 đi, 2500 đi cho nó dễ. Tăng lên 2500. 75000. 2500% này nó cắn được 75000. Đó các bạn thấy chưa? Rồi. Đáp xuống nào. Bây giờ mình sẽ cho nó tiến quá lên cái trái tim này thử coi. Tại mình cũng không biết cái trái tim này tiến quá được không. Cần cho nít. Ủa. Ủa như vậy là nó đâu có tiến quá được đâu các bạn, sao kỳ vậy? Hay là cần phải có cái yên ta? Kiruven. Ừ, con này đâu có cần yên đâu ta, nhưng mà sao nó không cho mình tiến quá các bạn ơi. Kỳ vậy trời. À, đây mình biến về hôm nữa anh. Cái gì đấy? Tấn công con thú của mình. Mang thai chưa? Rồi, con này nó mang thai nè các bạn thấy không? 18 phút nữa. Ok. À, để mình quay lại mình nghiên cứu cái con đó thử coi ta. Hay là nó nói là do mình hồi nãy mình có bật rốt. Cho tiếng quá vậy kỳ vậy. Rồi rồi không tiếng quá được các bạn ơi, sao kỳ vậy thôi. Các bạn ơi, nó cần tới hai cái lận. Phải gì? Như vậy là nó cần tới hai trái tim luôn á. Rồi. Trời ơi, không đọc kỹ. Không được nữa là nghỉ luôn á. Đó. Là nó nói là rách hai trái rồi đúng không? Rồi nhắn cạch cho nít. Đó. Trời ơi thông minh vãi. Tưởng nó không được nó là nghỉ. Wow. Má ơi nó là con cọc đẹp gì. Nhức đầu quá đứng em. Rồi nó lên cái gì à. Kireru các bạn. Kireru Lightning. Wow. Cái gì vậy thằng quỷ thằng đô đô ghét này nhức đầu. Chạy đi đâu vậy? Im lặng coi. Quá trời rồi, cái chỗ khủng long này có thời gian mình ngồi mình sắp xếp lại mới được các bạn ơi. Khủng long quá nhiều. Ồn ào vãi chưởng. À con này nó sẽ phun ra cái luồng điện màu tím nha các bạn. Để mình test tuyệt chiêu nữa. Luồng điện màu tím. Ngon lành.
Thôi mới có 1.000 mấy thôi mà 1.000% đam thôi mà nó cắn là mình tăng lên 2.500 các bạn, 2.600 nè. Rồi để cắn thử rồi. À, mạnh gần gấp đôi các bạn, mạnh gần gấp đôi. Đúng không? Hồi nãy gần 35.000. Nói chung là mạnh hơn, khi mà con nào tiến hóa thì chắc chắn nó sẽ mạnh hơn. Được, quá đẹp. Rồi. Để rảnh rảnh mình mới luyện cấp cho mấy con này. Được. Nhìn đẹp phải không, nhìn phê không? Nó nhìn mấy con gồng này đúng đẹp luôn á. Hồi đó mà lúc mà series mà mình mới chơi á, mình gặp mấy con này mình ham lắm. Còn bây giờ thì thôi. Lừ luôn. Mình bắt con nào mình đụng mình cũng bắt hết. Này con cú lửa tập trước mình bắt được nữa nè. À, đúng rồi, còn con Sabertooth này nữa. Rồi, phan. Vô đây lại coi. Này, con chó sói nó bị khùng luôn kìa các bạn ơi, nhìn nào. Nó bị gì vậy? Này các bạn nhìn con sói nó bị điên luôn rồi nè. À, nó làm cái trò gì kìa. Này là hình như là do mình bật Wondering lên á, nó bị điên điên rồi, nó đi vòng vòng ở trên đó rồi. Để coi coi còn cái thứ gì để mà chúng ta nghiên cứu nữa không ta. Quá nhiều nhiều thứ cái mình không biết bắt đầu từ đâu. Thiếu mấy cái linh hồn. Đúng rồi, mình nhớ rồi. Mình phải chế cái này nè. Đây. Mấy cái này nè các bạn. Cần crystal là chúng ta có thể là chế được. Đó. Từ mấy cái nhà này thì hình như là chúng ta mới đổi được mấy cái trái tim màu á. Mấy cái mod này các bạn phải nghiên cứu chiếc đầu lắm. Rồi, tắt mấy cái nhạc rồi. À. Không, cái này là dùng mấy cái trái tim mới đổi ra được mấy cái này các bạn ơi. Rất là nhức đầu. À, mình xây mấy cái trụ nhà này nha. Rồi, không có cái nào để mà đổi ra được cái trái tim màu đỏ hết. À, bên đây thì chúng ta có thể là chế ra được cái bộ đồ này. Thôi được rồi. Như vậy là không có cái nào để mà chế được cái trái tim màu đỏ hết. Mấy cái đó là phải đi farm mới được. Thôi được rồi. Để coi coi. Mình sẽ bay qua bên cái thảo nguyên á. Tại vì nhiều bạn nói với mình là cái con gồng kia có thể là nó sẽ xuất hiện ở khu thảo nguyên. Ờ, phải 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 phải. Khu sa mạc chứ. Mình qua bên cái khu sa mạc để kiếm cái con gồng bữa trước nó bị trong cái tập trước các bạn nó bị giết chết đó. Nên bay vòng vòng thử coi có không, nó có xuất hiện không á. Kìa. Kìa con quỷ gồng này làm gì mình nó lộn cơ. Kìa. Nó làm cái trò gì các bạn. Lộn với đời tới. Rudianso. Rồi. À, đây này các bạn ơi, nó xuất hiện rồi nè. Đó các bạn thấy không? Nè, trong cái mod Atlas là nó có mấy con gồng này nè, nhìn ngầu vãi chưởng luôn á. Rồi. Ây da, mình bắn nó xỉu rồi. Mấy con ngựa này là ngựa băng,
Ngựa băng mà xuất hiện ngựa băng mà xuất hiện ở sa mạc đi ghê. À, để mình coi nó Atlas đó các bạn thấy không? Atlas Drake. Con này mình nghĩ chắc nó ăn thịt. Đó, ngon lành. Wow. Thôi các bạn nhìn con gồng nó ngầu vãi. Mấy con gồng này là gồng trong truyền thuyết các bạn. Đó, nhìn ngầu ghê chưa? Mấy gồng này là gồng trong truyền thuyết đúng không? Ở đây mình chụp vài tấm hình nữa lại. Rồi, quá đẹp. Trời ơi. Nhưng mà cảm giác mấy con này yếu quá các bạn ơi, thiệt luôn á. À, nó bự còn muốn hơn cái con gồng ấy của mình đó. Coi thế là bay được nha. Ờ. Đạt không các bạn? À, nó phun lửa nè. Nó có được cái tuyệt chiêu phun lửa mà, nhưng mà cảm giác yếu các bạn ơi. Thấy con gồng này nó yếu nhưng mà sao nó bay ngu ngu gì, nó bay cắm đầu chứ không à. Trời ơi, như vậy là con gồng này bắt cho đẹp rồi các bạn ơi. Nó quánh không có dính gì vậy á, hèn chi trong cái tập trước nó bị con chi ke hốt là phải rồi. Thôi được rồi, đem về cho nó nằm ở trong bộ sưu tập cho đẹp ha. Làm cái công viên gì nè, cái đấu gồng của mình. Làm công viên khủng long. Đẹp thì có đẹp mà yếu quá. Rồi nó hắt mình bay. Yếu quá đi. Rồi không biết trong game Atlas nó mạnh không chứ mình thấy qua bên đây là nó rất là phế đó. Chuyển về đi mày. Qua vòng vòng thử các bạn. À, ở đây xuất hiện thêm một con nữa nè các bạn ơi. Kìa kìa, nó đi ăn hiếp mấy con kia kìa. Đấy. Bây giờ à, nó quýnh mình vẫn được các bạn ơi, nhưng mà nè các bạn xem là nó quýnh mình nè. Phải em hai giọt. Quýnh còn khua gãy ngứa nữa. Giờ đúng là mấy cái loại gọc này nó xuất hiện ở ngoài sa mạc á. Bắt đó. Đấy. Hai con luôn. À, mình hốt hết hai con này là giờ luôn nha. Đem mình. Kìa con gồng bé con nó đi lui luôn kìa. Mấy cái con thuộc hệ nó tiến quá là hình như nó bị lỗi hay sao. Phóng xuống cái là tự nhiên nó bỏ mình nó chạy à. Kỳ cục thiệt. Rồi không được các bạn ơi, con gồng này yếu quá các bạn ơi. Nó mới bay qua nhẹ nhàng vậy là nó bị quýnh sắp mặt rồi. Không các con. Đó là con gồng của mình. Cái game mày bay hoài nhức đầu. Thôi biến về các bạn ơi. Con này là một con đực.
quá trời dính mắc kẹt ở đây nữa rồi. Thôi để mình sắp xếp cái đội hình này lại cho nó đàng hoàng các bạn, rồi hãy đi bắt tiếp. Cái gì đây là thấy không ổn rồi, quá trời. Ây da, nó tùm lum tứ la hết rồi. Cho nó bắt siêu hết đi. Con này là cái con Red Full Indominus Red. Giờ lại mình chế yên cho nó nè. Này con Riffin này tiến hóa được luôn nha. Con này tiến hóa được nè, tại vì nó thuộc hại màu cam cam nên là chúng ta có thể là tiến hóa được. Tiến hóa nó lên gì nè, Rootlet đó các bạn. Giống như cái con gồng bé con của mình á. Để sắp xếp cho nó đàng hoàng đây đi. Để quá trời cái tụi này, nó đứng tùm lum tứ la hết. Không có thứ tự trật tự gì hết. Quá siêu đi. Rồi đó, mình nghĩ mình sắp xếp vậy là khá ok đó. Cái tụi này cái gì đâu. Rồi, mấy con gọc cỡ lớn này thì cho nó đứng ở bên đây. Mình bắt được hai con này nhưng mà hai con này là hai con đực không các bạn, không phối được. À, con bên đây cũng con đực nữa nè. Trời ơi, còn thêm con gồng năm đầu huyền thoại nữa là ngon lành luôn. À, chúng ta có thể là dùng cái item mà gì là chuyển đổi giới tính đó, nhưng mà không biết nó có thể là áp dụng với loài gồng này không thì mình không biết, nhưng mà mình sẽ chụp hình lại ha. Đẹp quá. Sắp xếp gì đi, chịu khó tập này mình sắp xếp lại đi nha các bạn. 2 phút nữa cho con chó sói đó nó nở luôn đi. Ủa, cho nó đẻ đó luôn đi. Xong rồi mình đi bắt tiếp thú cho các bạn xem. Để đi bắt hoài mà không sắp xếp lại đội hình nó rối quá. Các bạn muốn mình test con nào là chỉ cần lấy con đó ra là dứt thôi á. Quá im. Đây con gồng ở con này nữa nè. Đó, mấy con bự bự cho nó trên đây đi. Con này là con bò túi khí á. Rồi con T-Dead mình mới bắt. Con này chúng ta có token là chúng ta tiến quá đó. Nhìn đẹp ghê các bạn ơi. Nhìn game này đồ họa đúng là nó cực đẹp thiệt. Mấy màu sắc nó nhìn nó đẹp quá trời luôn. Nó bị khùng rồi, con chó này nó bị khùng rồi. Điên không ai? Vô đây.
35 giây nữa các bạn ơi, coi luôn không? Mình nghĩ là chắc các bạn thích mấy cái chỗ mà đẻ đẻ này đúng không? 27 giây nữa. Nó sẽ ra một con Rudian các bạn, màu hồng. Không biết ra màu gì nữa, nên coi thử. Wow, trời sinh đôi luôn các bạn ơi. Alo, nó sinh đôi luôn nha. Ghê chưa, ghê chưa? Nó đẻ ra một cặp luôn. Quá dữ, quá dữ. Ăn đi mày. Ghê ghê nha các bạn. Rồi đi ông ai đi. Cho hai cái con nó trong đó thôi. Ồ, đẻ ra một cặp luôn các bạn ơi, quá im. Nhưng mà hình như là cái con chó hồng hình như là nó nhỏ hơn con chó vàng. Không, bằng nhau các bạn ơi. Mấy hai chó sói này nó bằng nhau. Thế là mình có được 4 con chó màu hồng. Đây các bạn thấy không? Mình phối là mát tay dữ lắm. Nó đẻ như đời tới. Bắt siêu. Đây còn con bulldog của mình nữa nè. What the... Redlet Raptor. Bây giờ để mình làm skin cho con Redlet Raptor được luôn các bạn. Đúng là sắp xếp gì nó hơi đuối á, nhưng mà các bạn chịu khó trong tập này nè. Tập sau bắt đầu mình đi bắt tiếp. Cái con Redlet hệ Redlet là nó có thể là phun ra được quả cầu các bạn. Chế hay, nhưng mà để mình test thử cho bạn xem. Mình nhớ là mình bắt tới hai con này lận. Đó, nè, nó có chiêu phun ra quả cầu nè. Đó các bạn thấy không? Không, quả cầu lửa. Thôi, tạm thời để tụi mày ở đây đi. Bắt siêu lại hết đi. Ngon lành này các bạn. Rồng bé con. À bên đây còn một con Redlet nữa nè. Đi đâu vậy? Bát siêu. Chỗ này là mảnh đất này nó không im, mảnh đất này nó không được bằng phẳng, kia mà bằng phẳng này chúng ta sắp xếp đội hình nó mới đẹp.
sắp xếp đuối mệt nghỉ luôn. Ok thôi được rồi, chắc là mình tạm dừng video đấy các bạn. Tập này khúc đầu nó hơi phê á, nhưng mà do là quá trời nó lu bu rồi, mình phải ngồi sắp xếp lại. Trong tập sau mình đi bắt tiếp tục cho các bạn xem. Mình qua bên khu Thấu Nguyên á, rồi bắt cái con rồng năm đầu. Bốn con đồ đét mình bắt, mình cho nó đứng ở đây này. Đó, chắc lừ luôn. Các bạn muốn lấy con nào đi là lấy à. Quỷ này đứng ngược đời, phải làm mấy cái yên cho nó nữa. Đi chỗ khác. Tao làm biển là tao giết luôn à. Đứng lẻ loi con này nữa nè. Giết nó luôn hay gì các bạn. Indominus Red, con này để coi coi. Mấy con này mà muốn chế cái yên nó có bộ căng lắm á. Mấy cái yên nó Indo. Đây có nè các bạn ơi, chế được không? Còn thiếu yên Red Shadow. Để mình test thử cái con Indominus Red đó thử nữa. Con này không có tàng hình được các bạn. Trời ơi, nó không tàng hình được mà nó đi chậm rì à, nó đi yếu xìu luôn á. Để các bạn xem là nó lết. Trời ơi, trình chỉ số tăng của nó nè các bạn ơi, nhìn nè. Nè, trời ơi. Yếu vậy, như vậy là mấy con này chắc là mình gặp nó mình không có bắt quá. Yếu vậy luôn. Trời ơi, nó quánh được có 300 mấy rồi các bạn ơi. Mấy con này yếu xìu à. Thôi được rồi. Mình giết nó luôn rồi, để nó chặt chỗ giống gì. Mấy con này thì chúng ta khỏi cần luyện á, để nó đứng chặt chỗ lắm. Hơi ác các bạn. Nhưng mà thôi, kệ đi. Giáo sư quá ác. Ở đây là tạm dừng video nè các bạn. Tập này mình bắt được cũng khá nhiều á, nhưng mà có cái có điều là phải sắp xếp lại á. Nó khúc sau này nó hơi đuối á, hơi chán. Rồi phải sắp xếp lại được, tại nhiều bạn kêu mình sắp xếp cho nó ngay ngắn nữa. Vậy là đẹp rồi, nói chung là gì được rồi. Ở đây là hẹn các bạn, gặp lại các bạn ở tập tiếp theo á. Tập tiếp theo mình vô mình khám phá tiếp. Đây mình làm mấy cái mod mới này nè cho các bạn xem, hy vọng là các bạn thích á. Quá đuối rồi, bye bye các bạn.